Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Buổi làm việc hôm trước thì con Đô San DX này đã san và dọn cỏ ở cái phần bên kia của cái lề đường các bạn. Thì bữa ngày hôm nay để con này chuyển sang đi đào những cái gốc cây xanh này lên các bạn. Do là cái phạm vi phần đường bên tay phải của các bạn đây cũng đang được công ty thi công, nên là phải chuyển toàn bộ cái phần cây xanh này để đi trồng vào một chỗ khác các bạn. Sau này vỉa hè các thứ hoàn thiện xong thì họ lại đánh ngược quay lại đây để trồng. Nhưng trước mắt là cái khâu giải tỏa mặt bằng này nó đang bị vướng, nên là cần phải đánh toàn bộ cái hàng cây này đi. Cây này là cây Hoàng Yến các bạn. Đấy. Một cái họ cây của loài quý. Thì cái dọc khúc đường này nó cũng rất là nhiều cây. Đấy. Cái cây này thì sẽ được máy đào để hỗ trợ các bạn ạ. Đấy, máy sẽ có nhiệm vụ là đào xung quanh cái gốc này. Sau đó thì các bác công nhân bên cây xanh ở phần đầu dưới kia sẽ sửa sang, cắt rễ, bó gốc rồi bắt đầu mới vận chuyển đi các bạn nha, để đảm bảo rằng khi đào cái cây lên nó vẫn còn sống. Vì cái đất này là ở phần dưới với phần trên nó có nhiều đá, rất là khó đào bằng tay các bạn ạ, nên bắt buộc là phải dùng máy để thi công. Máy sẽ đào theo hình thức là một vòng tròn, đào xung quanh thành một vòng tròn để giúp cho cái cây dễ dàng nó lên được. Cũng may là cái lề đường bên tay phải của các bạn đây thì nó chỉ có một cái đường ống nước bằng sắt thôi, chứ chưa có đường điện, đường nước ở bên này. Vậy nên là đào nó đỡ hơn rất là nhiều. Cái khúc bên tay trái của các bạn kìa. Đấy, hôm bữa trước đánh cây mới vất vả, vì là ở bên đấy có đường điện này, đường nước này, nên là máy chỉ đào hòt hòt trên mặt thôi. Thì sơ sẩy một tí là va vào đường điện, đường nước ngay. Cái khúc ngoài thì nó to nên phải dùng cái gầu đào để đào ạ. Còn riêng cái khúc bên trong này thì nó nhỏ, máy không lừa được nên bắt buộc phải dùng cái gầu rãnh này, gầu ba răng. Đấy, phía dưới cái gầu này là nó có một cái đường ống nước, chả biết còn dùng hay không, nhưng nó bằng sắt. Đào một tí xíu các bạn có thể thấy nó lên này. Toàn bộ cái phần đường bên tay trái và phần đường bên tay phải này sau này đều làm vỉa hè các bạn. Đấy, ống nước nó lòi lên rồi cả. Đấy, ống này thì bằng bằng sắt, chả biết ống này còn dùng hay không. Nhưng mà dù không biết là còn dùng hay không, mình vẫn phải cẩn thận để tránh trường hợp là nó vỡ ra một phát thì lại mất công phải đi nối, phải đi xử lý các bạn. Cái phần này là phần máy hỗ trợ để đào cho nó rộng ra, để giúp cho công nhân họ dễ dàng đào xung quanh, sau đó cắt rễ và bó lại. Đấy, cái này thì đào theo kiểu là ba mặt. Máy đào được bao nhiêu thì sẽ giúp công nhân đào tay đỡ được bấy nhiêu. Vì các bạn biết rồi, một cái gầu này của máy xúc nó chỉ cần đào nhẹ một phát là bằng sức công nhân làm nửa buổi rồi. Đấy, như vậy là máy đã đào được hai mặt rồi các bạn nhé. Cái phần này thì sẽ thay cái gầu răng vào để đào nốt cái mặt bên kia. Đây là một con DX55 của bác lái máy tên là Tùng. Máy này là máy của anh Vũ các bạn nhé. Đoạn đường này là đoạn đường đang thi công vỉa hè thuộc xã Gia Vân.
Đường này thì buổi sáng công nhân thì làm rất là đông các bạn ạ. Nay vào đầu tuần nữa. Nhưng mà do thời điểm này là đang vào 8 giờ rồi nên là không còn công nhân đi nữa. Chứ nếu mà tầm sớm ấy thì cái đường này rất là đông. Vậy nên những cái đường đông như thế này thì cần phải được đầu tư mở rộng về cảnh quan, như là điện đường, chiếu sáng, vỉa hè, đào cây này. Thì rất nhiều bác hỏi là có khó không. Thực ra đào cây này nó không khó thế nào. Đào cây này mình chỉ cần đào xung quanh là được đấy. Còn phần còn lại là dành cho công nhân, máy không cần phải vất vả trong cái việc là đào như thế này đấy. Mình cứ đào rộng ra để đảm bảo rằng là cái rễ này nó không bị đứt đấy. Có đứt nhưng mà nó đứt ít thôi các bạn, nó không đứt những cái rễ to. Còn lại những cái phần việc nhỏ nhỏ như là cắt tỉa ở rồi bó là của công nhân, họ lại lao động bằng tay. Đấy. À, cái khó là quan trọng là mình phải lựa cái thế mà. Lựa cái thế nào để nó không va vào ống nước là một này. Thứ hai nữa là lựa cái thế nào để khi mà mình xúc mình đào ấy, cái cần của mình nó không va vào những cái cành cây họ cưa. Đấy, như các bạn biết là những cái cành cây họ sau khi cưa xong nó lồi ra thành một khúc, nó nhọn như thế kia. Những cái khúc nó nhọn như thế này thì nếu như mình làm mình không để ý phát là chọc vào cần thì gây ra là xước cần, chảy sơn. Và các bạn biết rồi, những con máy này hơn 1 tỷ bạc, được chủ máy và lái máy rất là dữ. Nên là hầu như đi đánh cây các bạn thấy không, máy không có vết xước nào do cái cây nó cọ vào. Vì là người ta lái rất là cẩn thận. Đấy, đấy, moi ba mặt phát là cái gốc đã lung lay rồi. Cái này chờ người ta đến người ta bó bằng lưới các bạn nha. Sau đó người ta bó chặt rồi bắt đầu người ta mới cắt cái phần rễ ở dưới đi, rồi đánh lên trên cổng lên xe cẩu, bắt đầu đưa về chỗ người ta cần ươm. Con này đi đâu thì nó sẽ mang theo hai cái gầu, một gầu đào và một cái gầu ba răng, vừa đào rãnh mà vừa đào những gốc to luôn các bạn. Đây, sau khi đã đào được một gốc cây này thì máy lại tiếp tục di chuyển để đào cái gốc cây phía trước mặt. Cả cái tuyến đường này thì chỉ toàn cây hoàng yến là nhiều. Một con siêu phẩm các bạn ạ. Đây. Đường bây giờ người ta đi lại rất là nhiều. Thời tiết hôm nay thì đã chiều lòng người hơn, rất là mát. Máy đẹp như trong tranh. Cây thì to, có những cây thì nhỏ. Đào sát chân luôn. Bên này ngày xưa san lấp cái vỉa này toàn bằng đá. Đây là máy mà không đào hỗ trợ thì để đánh được một gốc cây này quá là vất vả. Đối với những cái người trồng cây cảnh các bạn ạ, và những cái ông thợ vườn cây xanh thì những cây này thì cực kỳ là quý. Đấy, đối với mình thì nó không quý đâu, vì mình có lấy về cũng chả trồng ở đâu cả. Nhưng đối với những ông cây xanh thì cực kỳ quý. Vậy nên là
khi đi đào những cái cây cối như thế này, họ rất là cẩn thận trong cái việc là cành cối hạn chế để bị gãy các bạn, gãy rồi chầy vỏ. Cái cành bên này này ông này. Vâng. Đây gì? Vâng, mấy cái cành đấy. Đây là những ông bên cây xanh có tuổi đời làm bên công viên, làm bên cây xanh rất là lâu năm rồi. Chặt phát bớt cái cành để cho nó dễ sống. Cây to này, cây to to tầm mấy triệu không? Vâng, đấy. Những cây họ hoàng mà. Đấy, vậy nên đối với những cây mà mình thì cảm thấy là rẻ. Đúng rồi. Đấy, phát cho cành cối nó gọn lại. Có nhiều đoạn này cái cành cây nó rủ xuống các bạn ạ, thì nó vướng. Vậy nên là phải phát bớt đi để máy dễ dàng quan sát để đào và dọn dẹp cho nó dễ. Cây này thì sau khi máy đào hết một lượt từ đây xuống đến cái đầu cuối kia, đầu cuối thì còn khoảng 5 cây thôi các bạn ạ. Thì sẽ chờ bên cây xanh họ bó lại. Họ bó biết gọn lẽ xong bắt đầu thì mới cẩu đi. Lúc đó thì máy mới lại vào thi công để san lấp và sửa mặt bằng sau các bạn. Đây là một số cây máy đã đào gọn rồi các bạn ạ. Một cái video của mình ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tiếp theo.